Chào bạn quay trở lại với CR Tin học văn phòng. Hôm nay chúng ta sẽ học bài số 12 về chèn chữ lớn ở đầu đoạn Insert drop cap. Thì chữ T này là một cái drop cap mà chúng ta sẽ làm như sau. Chị bấm vào bất kỳ chỗ nào đấy ở bên trong đoạn và sau đó chúng ta sử dụng chữ này Insert drop cap ở đây. Nếu như mà chúng ta ấn vào drop cap như này thì mặc định nó là ba dòng, hoặc là như này thì là đầu của đoạn lớn luôn, hoặc là chúng ta có vào thể vào là Insert drop cap option và chúng ta chọn và drop cái loại như này, chúng ta có thể tăng lên 4 dòng, hoặc là chữ W này là chúng ta tăng cái độ rộng của nó lên, độ lớn của nó lên. Chúng ta đã chèn được cái chữ cái lớn đầu đoạn. Tuy nhiên nếu như mà trong những văn bản mà chúng ta thấy là người ta chia cột ấy, thì sau khi mà chúng ta chèn cái chữ cái lớn đầu đoạn thì chúng ta bôi đen này về page layout này thì các chức năng chia cột chúng ta đã bị ẩn đi, tức là chúng ta không thể chia được cột nữa. Do vậy là chúng ta sẽ phải thực hiện cái chức năng chia cột trước. Bạn gái là bôi đen, nhớ là bỏ đi dấu cách cuối cùng thì chúng ta mới chia được hai cột đều nhau tại vị trí đó, column này. Ví dụ như chúng ta chia hai cột, một column chọn hai cột có đường kẻ ở giữa đi, ok đó. Cái chỗ này nó bị cách thì chúng ta enter xuống, bây giờ enter xuống. Bây giờ chúng ta mới thêm chữ cái lớn đầu đoạn một cách là insert drop cap đây, chọn cái loại ba dòng hoặc là một chọn bốn chẳng hạn, bốn dòng chẳng hạn, ok như này, và chúng ta đã thêm những cái drop cap chữ cái lớn đầu đoạn trong văn bản Word. Chúc bạn thành công, hãy like, share và subscribe để xem được nhiều video nữa nhé. Chào các bạn.